Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Chủ đề tôi về đến quý vị hôm nay là Xin chào tất cả các anh chị em cô dì chú bác. Lời nói đầu tiên Sang Hồng chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Lời nói tiếp theo Sang Hồng cũng có lời chúc tốt đẹp nhất đến với cặp vợ chồng sắp sắp tới đây là em chúc cho anh chị được ngày lành tháng tốt, sớm về chung một nhà, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Anh Lùng chị Lé, anh Lùng cho em hỏi, anh Lùng lặn lội đi ra tới chùa Ba Vàng để làm gì vậy? Anh đi năn nỉ hả hay đi xin lỗi? Trời ơi, sắp Tết đến nơi rồi, ở nhà ta dẹp dọn chùa chiền để chuẩn bị đón Tết tất niên năm 2023. Rồi còn phải đi ra tòa nữa chứ, còn đâu có mấy ngày nữa đâu anh ra tòa rồi, ăn Tết cái gì kỳ vậy? Hồi đó tới giờ em thấy những cái người mà dân bình thường phàm phu tục tử người ta đi kiện tụng, mà em ít có khi thấy thầy chùa đi vô chùa kiện, đi vô tòa kiện lắm. Riêng ngoại lệ là anh, sao trong mấy năm nay sao em thấy anh cứ kiện hoài, ở tòa nhiều hơn ở nhà, ở chùa. Làm thầy chùa thì người ta chỉ biết tu hành đâu có thị phi, thì nó đâu có bị gì. Anh nhiều chuyện quá đi, sao mà suốt ngày ra tòa cứ kiện rồi cứ tụng, mà từ đó giờ cả anh toàn kiện người khác không à, kiện đâu thắng đó. Chỉ có lần này người ta kiện anh, vậy anh cho em hỏi anh coi cái cảm giác của anh như thế nào vậy hả anh, thích cụ từ anh Lùng. Anh cũng kỳ, mình đã đi tu rồi ai nói gì kệ người ta, người ta nói mình ngu như bò thì mình không ngu thì thôi, mình có quyền ngu như heo. Anh thiệt tình cái tánh tình cũng kỳ cục quá đi, người ta nói mình ngu như bò, mình không chịu ngu như bò thì thôi, mình có quyền ngu như heo, mình nín hinh đi. Rồi mình kiện người ta xong mình có vô tiền tỷ không? Chắc có à nghe. Bởi vì tôi nói cho anh nghe, với một cái chức vị không nhỏ như anh trong cái giới thầy tu, không phải ai cũng dễ mà có đâu. Mà anh sanh si quá trời, phát ngôn bậy bạ, tục tiểu vô văn hóa, mà đã là thầy tu thì phát ngôn kỳ cục. Vậy đó mà cái thằng luật sư Vũ nó cứ nói anh lỡ lời hoài à. Đúng là như bà mặt trời bả nói, là như con vợ anh á, bả nói là luật sư là lúc nào cũng bẻ cong pháp luật. Trời ơi, chị mặt trời ơi. Luật sư Vũ là đồng bọn với chị đó, biện hộ cho chồng chị đó, bảo vệ chồng chị đó. Mà chị chửi luật sư nào mà bẻ cong pháp luật. Mới sáng clip sáng chị nói vậy đó, mà giờ thấy là chị nói như luật sư Vũ bây giờ nói là thầy lỡ lời, chứ thầy không có nói gì ai, thầy chia sẻ từ báo chí mà thôi. Vậy thì bây giờ báo chí người ta đăng cái gì thầy quan tâm làm cái chi? Sao thầy tu mà không lo tu? Thầy tu thì thầy lo tụng kinh niệm Phật, thầy lo dạy cho Phật tử đi tu. Sao mà thầy không lo tu mà lo cái chi không biết. Bây giờ người ta kiện thầy rồi đó, thầy có thấy chưa? Luật nhân quả, thầy đã từng dạy người ta luật nhân quả. Thầy sân si, thầy hung dữ, thầy hung hăng. Trời ơi, thầy tu mà không có chịu tu, suốt ngày cứ đi kiếm chuyện, chửi lộn không lại thì đi kiện, chửi hơn người ta thì về nhà tối ngủ ngon hả dạ, cái mặt sáng trưng,
Ủa gì kỳ vậy? Hả? Gần Tết rồi người ta tranh thủ đi, người ta kêu gọi Phật tử đem tiền nhiều nhiều vô đi, người ta hốt một 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 lần cho nó đã. Từ đây mà tới mùng 1 Tết. Trời ơi thầy hốt không có ít đâu nghe, chuẩn bị thùng Tam Bảo chưa? Hả? Về nhà chuẩn bị thùng Tam Bảo chưa? Thấy mà nó nhỏ quá thầy đi sắm cái bự đi. Tết người ta cúng nhiều dữ lắm, mặc sức đó rồi qua Tết mình lấy tiền đó mình đi kiện. Chứ mà bây giờ á, cần gì mua món quà đi ra chùa Ba Vàng rồi tặng rồi hối lộ rồi năn nỉ xin lỗi hay là làm quà. Chuyến đi này có mục đích phải không? Trời ơi, người ta đi đến đâu á thì được người ta quý mến kính mến tới đó, sao mà thầy đi đến đâu á cái người ta theo, người ta sân si, người ta chụp ảnh rồi người ta đăng tùm lum từa lưa si ba chao hết vậy. Mình tu phải được người ta kính trọng, bước ra đường là người ta phải gặp thầy là chắp tay lại A Di Đà Phật đó. Nếu mà những người nào mà người ta đã quy y thì người ta đã thấy sư ở đâu thì người ta cũng chắp tay A Di Đà Phật hết trơn á. À, tại vì á con người của thầy ăn ở nó không có đức, thường thường á người ta đi vô trong mấy cái clip á mà tu á để nghe kinh nè, nghe pháp thoại, nghe thuyết pháp, nghe nói về luật nhân quả, về cách để tu, thường thường là như vậy đó. Em cũng hay mở lên em coi lắm á, mà thường thì em xem của Thích Pháp Hòa nè, thầy Thích Tam Nguyên nè, chứ em không có xem thầy, em không có dám. Tại vì em là con gái đàn bà phòng không gối chiếc, tự nhiên cái bắt cái clip của thầy lên cái trời ơi thầy dạy quan hệ tình dục, cái vụ gì mà đồ chơi kích dục gì đó, em nghe em thấy sợ quá, em gớm quá, em không có dám vô kênh của thầy nữa. Cho nên bây giờ em thấy cái lượng đăng ký, cái lượng xem mà trên cái kênh YouTube của thầy hình như không có còn ai hết trơn á. Tự nhiên bữa đó em thấy thầy trực tiếp cái gì mà cái chữ nó đỏ lờm đỏ lét, em nhào vô em coi. Em coi xong tự nhiên em thấy quá bất ngờ, bởi vì cái kênh của thầy chỉ có 25 lượt xem. Mà có khi mà thầy đăng cả tháng trời mà cũng có 1.000 mấy lượt xem. Sao mà thầy xuống cấp trầm trọng vậy hả? Hả? Hồi đó tới giờ thầy làm YouTube là triệu view không đó. Trời Phật ơi, sao kỳ vậy? Em nghe vợ anh nói á, em nghe vợ của thầy nói á, làm YouTube dễ lắm, bán cá bán cua gì làm cũng được hết á. Em nhào lên em làm nè, sao mà của em chỉ đăng có một chút xíu mấy ngàn lượt xem mà mà em bán cá, ý là em bán cá đó nghe. Còn thầy là một người mà có chức vị cao, là một người tu hành, chuyên tuyền chuyện gì truyền tải những cái gì mà gọi là tu, mà sao giờ mà thầy làm ăn cái kiểu gì kỳ cục, thầy làm ăn gì kỳ vậy? Làm riết rồi không có ai coi kênh của thầy hết trơn vậy. Hai kênh YouTube thầy cũng lượng đăng ký hình như là tới 200 mấy chục ngàn người đăng ký thầy đó, mà sao không ai coi thầy hết trơn vậy? Ủa bộ Phật tử rời thầy bỏ thầy đi hết rồi hả? Hiện bây giờ cái kênh của thầy cái vụ gì mà sao live stream mà trực tiếp mà nó có 25 người xem, em thắc mắc hoài luôn, em hỏi thầy sao thầy bị vậy vậy? Hả? Thầy nhiều chuyện để làm chi vậy? Đừng có thị phi nữa nghe thầy. Chuyến này mình đi ra tòa mình giải quyết cái vụ mà người ta kiện mình đó, xong cái mình về nhà cái tự nhiên cái mình hiểu được cái luật nhân quả, cái thầy tu bớt giùm em cái. Có đâu mà người ta nói mình ngu như bò mà cũng đi kiện người ta nữa à? Đã em nói với thầy rồi, thầy có quyền ngu như heo, ai nói gì kệ người ta. Đó, người ta nói mình ngu như bò mà mình không có ngu thì thôi đúng không? À, sau đây nãy giờ em chia sẻ với thầy rồi, em nói chuyện với thầy hoài, em sợ chị mặt trời chị ghen. Thôi thầy cho em xin ít phút để em nói chuyện với vợ anh cho chị mát lòng mát dạ. À, em chào chị mặt trời ạ. À, trời ơi chị mặt trời lé ơi, nãy giờ em xin lỗi chị, em nói chuyện với chồng chị hơi lâu nghe không? Lần sau em không dám nữa, lần sau em lén lén nói chuyện với chồng chị mà không có chị trong đây. Em mới lúc nãy em cũng lục lục bò bò vô kiếm cái kênh của chị. Hồi sáng em nghe chị nói là chị không cho em vô kênh chị comment, chị nhắc tên Sen Hồng Đồng Tháp TV làm cho em vui lòng dễ sợ. Em mới biết được là bây giờ em thành công trong cái sự nghiệp YouTube luôn.
Từ cái bữa mà em làm kênh tới bữa nay tới hai mươi mấy ngày rồi mà chị mới có nhắc tên em à. Trời ơi trời, em mừng, em nói chị hồi tối qua em không có ngủ được luôn đó. Cái sự nghiệp YouTube của em á, tự nhiên mà chị nhắc đến là em biết em lên hương luôn rồi. Em cảm ơn chị nhiều, em cảm ơn chị rất nhiều và rất 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 nhiều nha không. Ủa mà sao chị không cho em vô kênh chị vậy? Em nghe chị nói với đàn em của chị là hả, mà thấy kênh của em với Phan Phát rồi đó, thấy mấy cái kênh của tụi em vô á, nhớ lóc nó đi, thảy nó vô chuồng chó. Chị ơi em đâu có vô, thường thường em núp lùm, em mò mò em coi chị làm cách nào đó, em học chị em làm không à. Bởi vì kênh YouTube này mà nó có là thành công của chị rực rỡ, chị là một người thầy, là sư phụ của em đó. Trời ơi, nghề nghiệp của em á, hồi trước đây tới giờ em bán cá. Từ bữa chị nhắc nhở với em á là bán cá cũng có thể làm YouTube, cái tự nhiên cái em có cái suy nghĩ táo bạo, em về em xin phép cha mẹ chồng con luôn, em xin phép để em được làm YouTube. Chị biết không, làm YouTube bây giờ là gia đình em cho em làm YouTube nhưng mà với điều kiện là không có được chửi đó. Rồi cái người yêu của em cũng vậy, không cho em làm YouTube nữa, cứ sợ em đưa cái mặt em lên trên mạng xã hội rồi em đẹp quá cái người khác cua em. Nhưng mà em bán cá rồi đó, giờ em xấu quá à, em đâu có ai cua. Bây giờ á em nói cho chị nghe nè, hồi sáng này chị nhắc tên em đúng không đó, bây giờ em biết là em thành công rồi đó. Hôm nay là em rất là phấn khởi khi mà em làm clip dành riêng cho chị, rồi từ đây về sau em sẵn sàng là một người bác sĩ chuyên phục vụ cho chị, trị bệnh ngứa háng ngứa mồm cho chị luôn đó. Bữa nay em thấy chị nói cái gì nào làm clip đó cũ chứ không phải bữa nay. Thật ra sáng giờ em hóng chị quá trời không thấy chị lên. Bây giờ em đem clip cũ ra em nói nè. Chị chửi ai á, là tu hành là phải được nhà nước công nhận, tu là phải được gì giáo hội Phật giáo công nhận mới được quyền tu. Không bao giờ nhà nước cho mình tự cái quyền mà tôn giáo, không cho quyền tự do tôn giáo. Để em nói cho chị nghe, nếu chị nói vậy là mỗi lần em muốn đi tụng kinh niệm Phật là em phải đi vô chùa của chồng chị hả? Dạ thưa chị, chồng chị ở xa quá mà em ở cách xa, mà tiền bán cá của em thì chi phí nó không đủ. Nhằm bữa vì chị đó mà em không có bán cá, em bán có ba mớ xong em bỏ em đi về. Cũng tại chị, từ ngày mà em á, mà làm YouTube vì chị đó, là em nói chị nghe, nhằm bữa em bán rẻ cho người ta đặng cho mau hết, đặng em về em làm clip em gửi cho chị. Cho nên là chùa của chồng chị nó hơi xa. Nếu mà cho em tu hành mà em tu tự tự do ở nhà thì em còn tu được, còn chị bắt buộc em phải đi đến cái chỗ mà được nhà nước công nhận á, là cái chỗ chồng chị thì xa quá, em không có tiền. Ở đâu ra mà chị ngồi chị chửi người ta tu tại gia? Chị nói người ta là tự cho cái quyền tự do tôn giáo rồi tu này nọ. Em nói cho chị nghe nè, Phật là tại tâm. Nếu đã là một người phàm thì tất cả các tôn giáo mình nên tôn trọng hết, chứ không phải mình đạo Phật thì mình gặp tôn giáo và đạo 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 tin lành thì mình không công nhận, mình ghét người ta. Tôi là đạo Phật tôi vẫn đi nhà thờ được, mà người ta là đạo Chúa người ta vẫn đi vô chùa được, không có cái điều cấm người ta được. Còn cái chuyện chị tôn thờ ai thì quyền của chị ngồi đây chị đâu phải là, mà tôi cũng công nhận nghe, đúng là trai tài gái sắc, tôi nói nồi nào úp nắp dung nấy, thằng chồng chị thuyết pháp tháp pháp thoại thì cũng tào lao, mà chị lên ngồi làm YouTube dẫn dắt dư luận cũng đi đâm hơi quá. Tôi mà tin chị á, mà tôi mà tin chị chắc cũng may mà bây giờ tôi vừa làm YouTube vừa bán cá, chứ tôi nghĩ bán cá luôn, tôi làm YouTube là cám không có tôi ăn nữa. Nói chị nói chuyện tôi tin không có được, thiệt tình luôn á. Chị bây giờ chị lên đây chị ngồi là chị chỉ tay năm ngón, chị chỉ ai là người đó sắp chết với chị hả? Chị tưởng chị là ai vậy? Trời ơi, chị kêu tên mấy cái nhân vật ra chị nói chuyện mà tôi nghe tôi mắc cười quá à. Ở đâu ra mà người ta học luật sư xong rồi cái bằng không có, cái bằng là không làm được cái gì hết, rồi không biết luật gì trơn á, không biết gì trơn á. Rồi sắp tới đây nè, nếu mà chị Thanh Trần mà không có kịp quay xe thì chị Thanh Trần sẽ bị bắt, sẽ bị thư kiện, sẽ bị chụp,
Trời ơi, ở đâu ra vậy chị mặt trời lé? Chị giống như thầy bói tiên tri vậy. Đã nói là chị không có cái quyền, không có cái cơ quan nào có cái gọi là sao ta? Chị không có cái thẩm quyền nào mà để quy tội người ta, là người ta phạm tội là chị có cái quyền chị chỉ tội. Hôm trước tôi có nghe chị lên chị nói như vậy, chị nói là những cái tên mà tội phạm phản động này nè, những cái tên tội phạm là chị là một công dân, chị là một người có quyền, chị là phải cùng nhau, chị rủ mà tất cả mọi người cùng nhau dạch tội, chỉ tội những cái kẻ mà tội phạm, chẳng hạn như là binh vực Thiền Am đó. Không hiểu sao mà ai nói tới Thiền Am là chị lại cho là người ta phản động. Chị nói là chị thay trời hành đạo, chị nói là chị phải cùng chung tay với mọi người cùng nhau với chị đi gì chỉ tội tội phạm ra, chứ bây giờ đợi tới nhà nước đâu có rảnh mà lo tới nhiều như vậy, lo không có xuể, cho nên là mỗi một con người như chị là phải cùng nhau để truy bắt tội phạm. Trời trời. Mẹ, mẹ làm YouTube nha. Mẹ không phải công an chìm hay công an hình sự ha. Mẹ không có cái thẩm quyền nào mà để được ở trên cấp trên đề xuống cho mẹ. Mẹ đi bắt người ta chỉ định tội phạm hay là đi dạch tội người ta. Mà mẹ ngồi mẹ nhiều chuyện, mẹ kêu tên người ta bữa nào mẹ bị bắt bây giờ nè. Đó. Bà nói mà không có bằng chứng xác thực á, tự động người ta bắt bà bây giờ nè. Bà vu oan giá họa người ta, bà khùng cũng vừa phải thôi. Cái thứ gì mà học mà đi học nửa mùa hả, cái thứ học hành nửa mùa, trời ơi chị kỳ quá, chị ảo tưởng quá vậy, chị tưởng chị là ai? Rồi cái bà Diệp Đậu là cái bà mà vô ơn phản phúc, chuyên đi chửi thuê chửi mướn, chuyên đi xin tiền vì tiền bất chấp làm tất cả, thì chị lại khen, chị lại cho rằng là bà đó có biết hối lỗi, biết quay đầu, biết tự làm những cái việc đúng đắn, là chẳng hạn như người ta cho tiền mình xong là mình đi ghi tên từng người cho mình vô cái đơn để mình lập cái đơn ra mình đi kiện, là những cái việc làm đúng đắn của chị Diệp Đậu của chị. Trời trời, con lại mấy má, mấy má cũng vừa phải khùng thôi, với lại ở đời mà có một cái con người mà dắt chanh bỏ giỏ qua cầu rút ván, ăn cháo đá muỗng dùa, mà chị được chị cho là chị tôn trọng, chị rước về đội của chị thì thôi tôi thua luôn. Rồi ở đâu ra mà bà Tư cầu muối, tựa cầu tiêu, ăn cắp xi măng công trình, cái con người đầu đường xó chợ, lên mạng xã hội giống cái họng vô mà chửi người ta không còn một cái gì hết. Mà bà lại là coi như là lên lên like là nhắc tới tên Tư cầu muối mấy triệu à nghe. Mai dù mấy triệu à nghe. Dịp đầu mấy triệu à nghe. Trời trời, chồng của chị đi tu đó, chị ráng ăn ở tu tâm tích đức đi. Vợ chồng gì mà làm việc trái ngược vậy, ổng đi tu thì chị phải tích đức chứ có đâu mà chị đi kiếm tội phạm chị đưa về vậy, chị đưa về chị kết nạp vô trong cái đội của chị vậy. Ở đâu ra mà có duyên với Phan, ủa có đi kiếm thằng thằng Phong mà có duyên với thằng Cao. Trời trời, chồng thì sờ sờ đó, em đã nói rồi, ra duyên em tính cho. Chị cứ sồn sồn chị gấp mà chị đi ra tới ngoài Bình Định chị kiếm thằng Phong mà không ngờ nó đi Đà Nẵng. Rồi sao kiếm không có duyên lời lặn lội đi về quay về sao không biết nữa, tự nhiên mà người không hẹn mà gặp là thằng Cao. Trời ơi sao kỳ quá, tôi vui quá không biết làm sao mà tự nhiên tôi nói về vấn đề đó cái tôi mắc cười. Trời trời, tôi nói chị lớn tuổi rồi mà chị cứ sồn 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 mà đi kiếm trai trẻ mới chịu à, thiệt tình chứ. Không hiểu sao mà chị lên mạng xã hội chị không biết mắc cỡ, chị là một cái kênh YouTube mà chị ngồi chị chửi luật sư không biết cái gì hết trơn á, sống bằng cái nghề môi mép bẻ cong pháp luật rồi thế này thế kia. Xin lỗi chị nghe, ông nhà nước á, ổng là giống như là một cái camera, giống như là một cái định vị vậy đó, không bao giờ chị qua khỏi được ổng đâu, nghe không? Tôi nói cái kiểu dốt ông nhà nước, quý vị em bán cá em nói chuyện kiểu bán cá nha, dạo này em phải nói chuyện kiểu bán cá với chị mặt trời chị mới hiểu. Chị đừng có gài ghép người ta vô phản động tội nghiệp người ta lắm. Hồi sáng mà nghe chị đọc tên em nửa mừng mà nửa buồn, em sợ hết hồn luôn. Đối với chị tất cả những cái kênh YouTube mà chị không ưa là phản động hết trơn đó. Chị ăn nói ngộ dữ lắm chứ không cần mà chị ăn nói theo cảm xúc nè, chứ không cần là cái chuyện đó có hay không. Tánh chị là vậy đó.
chị biết không, tại cái bản chất của những con người mà vừa lùn vừa lé đó, nó hay vậy lắm đó. Bản chất của con người mà vừa lùn vừa lé đó, cái tánh nó nhỏ mọn eo hẹp ích kỷ lắm. Cho nên hồi sáng mà chị gọi tên em, tự nhiên em hú hồn chim én luôn, thiệt luôn á. Tự nhiên cái đang bán cá ngoài chợ, ôi ôi chị nhắc tới sen hồng, ông nội ơi chạy về. Không biết nay chị nhắc tới tên mình, chị khen mình hay là chị chửi nữa. Trời trời, chỉ mà đưa mình vô cái tội phản động, chặt cha mẹ ôi chua chua, ôi cha mẹ ơi, chua cha chắc chết. Mà nói nghe nè, chị mặt trời hổm thài, chị có cho tiền chị dịp đậu không? Chị có cho không? Chứ cái bà đó mà cho tiền là phải chị cho hoài mỗi ngày nghe. Chị ngưng cho một ngày là chị tôi cái mạng chị đó. Một cái con người mà qua cầu rút dán dắt chanh bỏ vỏ đó, trời trời, ăn cháo đá muỗng dùa mà ăn thức đá bô đó, đi tới đâu người ta sợ, tới đó người ta sợ dữ lắm. Vậy mà chị cho về đội của chị hay thì chị khen chị thưởng luôn. Em nể chị quá. Còn em nói đâu, cái tư cầu tiêu gì đó, đi làm công trình à, nghe nói là giữ công trình hay là quản lý công trình hay là bảo vệ công trình gì đó, nói chung là đi làm công trình gì đó, chắc cũng là coi cai rồi quản lý bảo vệ rồi ngủ giữ rồi tối nửa đêm mà thầu về hốt xi măng đó. Mà em nghĩ trời ơi, chắc là công trình lớn lắm luôn đó. Chị này chắc chức chị lớn dữ lắm, chị tư cầu tiêu này nè, chức vị của chị lớn dữ lắm. Tại vì nếu mà cái công trình mà ăn cắp tới 100 bao xi măng là trong đó hàng ngàn bao mấy mấy ăn cắp được 100, đúng không? Mà hình như chị tư cầu tiêu là chị chuyên là định vị, mà chị chuyên cái nghề định vị người khác ở đâu. Mà tại sao mà lúc mà chị làm cái nghề mà ăn cắp xi măng, chị không biết định vị được mấy cái chủ thầu, chị để cho chị dính cháu mà để ta biết sùm hết trơn vậy hả chị tư cầu tiêu? Đi ăn cắp xi măng mà mình chuyên môn định vị thì mình phải định vị cái chủ thầu hay là nó ở đâu, đặng mình biết nó không lợi mình mới đi ăn cắp được. Trời, chị nghĩ sao chị làm nghề định vị mà chị làm việc sơ suất dữ vậy hả chị tư cầu tiêu? Trời ơi, cái gì mà suốt ngày em nghe là chị định vị người này ở đâu, người kia ở đâu, rồi chị chơi thân với chị Mai Dù nữa. Sao chị chơi thân với chị Mai Dù, cái tự nhiên cái trời trời, chị nhỏ tuổi hơn mà chị cũng là coi như là cũng ngon ha, cũng bản lĩnh quá ha. Chị Mai Dù toàn kêu chị là chị không vậy đó, dạ dạ nữa chứ. Ôi bộ chị tư cầu tiêu, em hỏi chị nè, bộ bản lĩnh của chị dữ lắm à? Hả chị? Sao mà chị Mai Dù mà bình thường là chị Mai Dù lên trên mạng xã hội là coi như là các kênh YouTube chị Mai Dù chị chửi sập vàng, chỉ là một người không biết sợ ai luôn. Chị dạ, chửi hổ mà chị chửi kinh hồn kinh dị lắm. Mà sao gặp chị tư cầu tiêu cái chi sò cái đầu chị xuống mà chị dạ không vậy đó. Chừng nào tác? Trời ơi, em sợ luôn mấy chị mà công nhận em để nha, trong cái nhóm của chị có 4 người mà em sợ luôn đó. Trời, nào là Mặt Trời Lé, nào là cô Diệp, trời ơi, nào là Mai Dù, nào là ta nói dạ. Tư cầu tiêu, toàn là thứ dữ không hà, toàn là đối thủ nặng ký không đó. Sắp tới em gọi cái nhóm của chị là cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân, ha. Trời ơi, một cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân của cái làng YouTube năm 2023. Tự nhiên cái em cảm thấy bốn chị nó vừa nổi tiếng giống như ngôi sao hạng A vậy đó. Mà bây giờ Tứ Đại Mỹ Nhân mà ai là mỹ nhân đẹp nhất ta? Hình như là cô Diệp Đậu, đúng không? Cô là gương mặt xinh xắn. Cô có cái làn môi mỏng, môi mỏng. Đặc biệt là cái môi mỏng này chửi bảo tàng hung ác lắm, lẻo mép, ăn đằng sóng nói đằng gió, ăn á, đặc biệt cái là không bao giờ biết mang ơn. Cho nên là Tứ Đại Mỹ Nhân là cô là hàng đẹp đứng đầu. Sau đó mới tới Mai Dù. Mai Dù mặc dù là nặng ký, mập, bụng bự mỡ nhiều, nhưng được cái là gương mặt cũng đẹp, môi cũng, cái miệng nhìn cũng không đến nào cũng đẹp. Nhưng mà đặc biệt là có hai cái đồng tiền nha, cặp mắt thì nhìn cũng đẹp. Nói chung là Mai Dù vẫn là đẹp, chỉ có điều là Mai Dù mập quá, bụng bự mỡ không à.
Mà bây giờ Tết rồi, nói chung là ta ăn thịt kho, ta cũng ăn thịt kho mà có mỡ, không sao, chị cũng còn có giá. Còn tư cầu muối á, là tên thường gọi là tư cầu tiêu á, không biết là cái người phụ nữ này đẹp hay không quý vị, chứ em mà đã đặt cho một cái danh hiệu tứ đại mỹ nhân rồi mà không biết mặt thì làm sao em phân biệt so sánh. À bây giờ còn vô chung kết rồi, chung kết là coi như là nhất nhì phải không, đem tứ đại mỹ nhân mà biệt hiệu là tư cầu tiêu á mà so với mặt trời lé thì em nghĩ chắc là tư cầu tiêu đẹp hơn, bởi vì từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy ai mà xấu như cái chị mặt trời lé. Chỉ là xấu kia bằng em nghĩ là chị xấu nhất thì không ai xấu gì, cho nên là em sẽ để cho chị tư cầu tiêu là đẹp hơn chị mặt trời lé. Ồ vậy là bây giờ là cuối cùng là chung kết ha. Hồi nãy là tứ kết, tứ kết là có nghĩa là tranh nhất nhì ba tư. Tranh nhất nhì ba tư là cô đậu dịp á thì là được là hoa hậu, được giải nhất. Còn Mai Dù á thì là giải nhì. Tứ đại mỹ nhân là tư cầu tiêu á là được giải á hậu, giải ba. Wow, tư cầu tiêu giải á hậu, giải ba. Rồi bây giờ cái một giây phút bất ngờ, em xin công bố giải Út, giải thứ tư là chị mặt trời lé. Em khùng không quý vị, nói thiệt với quý vị nha, trước đây á em bán cá á em đâu có khùng, từ ngày mà em gia nhập vô cái làng YouTube á cái tự nhiên cái em khùng khùng luôn vậy đó. Trời ơi em nói, nhưng mà làm YouTube nó cũng có cái vui của YouTube, mà bán cá nó cũng có cái lời của bán cá. Bán cá thì nó hơi cực, thức khuya dậy sớm, được một cái là ngày nào chắc ăn lời ngày nấy, lỡ má bán ế thì cũng có cá mà ăn. Còn làm YouTube em làm má ơi, từ hổm rày em làm không không có cái giống gì để ăn hết trơn á quý vị. Hôm nay á là những gì em mà đã dành cho mấy chị, và luôn luôn là động viên và khuyến khích cho mấy chị là người phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng đẹp hết. Cho nên là bốn chị tứ đại mỹ nhân hãy hãnh diện với đời, với cái làng YouTube. Thật ra cái làng YouTube này nè, trừ em ra nha, là bốn chị đẹp nhất luôn đó. Mà nếu em mà có tham gia vô là bốn chị ở lại đi, em đẹp nhất. Hên đợt này em không có đi thi. Quên, còn nữa, còn bà Bảy miền Tây. Trời ơi quý vị ơi, thấy vậy thôi nghe, chị Bảy miền Tây nha, trời ơi tôi thích chị dữ lắm. Biết làm sao không, em á là dân bán cá, chị Bảy là dân mà đồng ruộng. Cho nên là chị em của em tự nhiên nó có một cái chữ, nó có một cái gì gọi là làm sao, nó thích nhau, nó mến nhau, quý lên nhau lắm, miền Tây với nhau mà. Em á thì em bán cá cho nên là em mộc mạc lắm, có làm sao nói vậy. Em mà chỉ có biết cuộc đời này cầm cây kéo em cắt 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 gì nè đó, cái mỏ của con cá tra mà em cắt một cái búp là xong. Còn chị Bảy á, trời ơi chị Bảy là ở mà coi như là gái quê á, mà nó dễ thương, nó mộc mạc mà ăn nói thật thà. Được cái là chị Bảy nói câu nào ra nó cũng nghe thấm thía nhức đầu. Mà chị Bảy này cũng kỳ nha, khịa người ta mà khịa một cách nhẹ nhàng, mà chị có biết chị khịa nhẹ nhàng mà người ta rất là đau khổ không. Trời ơi em khoái nhất cái câu mà chị kêu cái gì nè, cái con nghiệp chướng bô trưởng mưu dài. Trời ơi ta nói á, ở đâu ra mà chị kêu cái tên kêu bằng nhẹ nhàng mà nghe nó đã cái lỗ tai gì đâu á. Bà chừng nào bà bán cái nón lá rách bà bán cho tôi nghe bà. Hôm qua tôi thấy bà ra ngoài đồng ruộng lúa, bà đội cái nón lá rách, bà ngồi bà núp, cà núp, mà bà nói chuyện nhiều, bà kêu cô đậu dịp á. Trời ơi, cái nón cũ rồi, thôi để hợm, vài bữa em mua cái nón mới em tặng chị nghe, nghe Bảy miền Tây. Hôm nay là em công bố là cái tứ đại mỹ nhân được bốn cái giải, coi như là bốn chị thi với nhau là chỉ có bốn chị được giải thôi nghe. Có thêm em vô, Bảy vô là hai, bốn người đó là ở lại hết đó.
Em nói vậy bốn chị có vui không nè, tứ đại mỹ nhân của em, tứ đại mỹ nhân của cái làng YouTube. Em xin kính chào một lần nữa, em thương chúc cho tất cả các chị em trong cái làng YouTube được nhiều sức khỏe vui vẻ để đón mừng ngày cưới của chị Lé với anh Lùng. Xin bye bye, chào tạm biệt. Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ. Nói phải nói với quý vị là cái chế độ cộng sản đó, nó bị ổi khủng khiếp luôn, và nó sanh ra những con người mà có thể nói nó đánh mất hết một cái sự liêm sĩ.